Mới chào các bạn và rất hân hạnh tái ngộ cùng các bạn trong chương trình giảng trực tuyến về phương pháp phân tích dữ liệu dùng ngôn ngữ R. Hôm nay tôi rất là hân hạnh, rất là vui để mà chia sẻ cho các bạn về một cái công cụ mà nó có thể giúp cho chúng ta vẽ các cái bản đồ thế giới và bản đồ Việt Nam. Trong thực tế thì đây là một cái câu hỏi của một bạn đọc, tôi quên tên rồi, trên kênh YouTube á. Thành ra là tôi phải tìm hiểu cách làm ra làm sao. Hóa ra là tình hình nó rất là đơn giản. Do đó là tôi xin chia sẻ ngay với các bạn. Cái câu chuyện đằng sau của việc mà vẽ bản đồ thì nó là như thế này. Là các bạn thấy ví dụ như đây là một cái bản đồ. Bản đồ này là cái bản đồ nó nói về sự phân bố của các cái ca mà kháng thuốc TB á, các thứ mà lao phổi ở Việt Nam mình á. Thì ở đây là nó tính theo cái tỷ lệ hay là một cái chỉ số nào đó. Thì ở đây các bạn thấy nó vẽ là bản đồ của Việt Nam với 63 tỉnh thành trên cả nước, và cái mật độ thì nó được tô màu bằng cái chỉ số, mà chỉ số này theo tôi nghĩ nó là chính là cái số mà gọi là bệnh nhân kháng thuốc. Đây là cái nguồn gốc của cái bài báo, các bạn có thể vào đó mà tham khảo. Thì đôi khi mà chúng ta đọc những bài báo khoa học hay là đọc những báo cáo khoa học hay là đọc những báo cáo của các cái tổ chức như là WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, hay là của World Bank, của Ngân hàng Thế giới, chúng ta thường hay ngạc nhiên là không biết làm sao mà họ xây dựng được cái biểu đồ, ở cái bản đồ có vẻ nó rất là đẹp như thế này. Thành ra là cái cách mà chúng ta làm á là hóa ra nó cũng đơn giản thôi các bạn. Do đó là hôm nay tôi xin dành ra khoảng chừng 2 hay 30 phút, này tôi cứ nói 2-30 phút nhưng chắc đã hơn, để mà giới thiệu với các bạn về cái phương pháp vẽ bản đồ. Thì chương trình làm việc của chúng ta thì bao gồm là đầu tiên là tôi xin giới thiệu đôi ba dòng về cái dữ liệu mà liên quan đến bản đồ, nó gọi là map data. Kế đến là tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái chương trình, cái packages trong R, nó có thể giúp cho chúng ta biên tập và vẽ cái bản đồ. Kế tới là chúng ta sẽ học cái lệnh để mà mình vẽ cái bản đồ thế giới, và sau cùng là vẽ cái bản đồ Việt Nam, và sau cùng nữa chứ là một cái phần thực hành, hy vọng là chỉ là ngắn thôi. Để cho các bạn có thể làm ngay, vừa nghe vừa làm ngay. Thì liên quan đến cái dữ liệu về bản đồ á, thì các bạn biết rằng có lẽ là ai cũng biết thì đúng hơn, là mỗi một cái địa điểm mà trên thế giới này á, nó được xác định bởi hai cái con số. Cái con số thứ nhất nó gọi là longitude. Cái chữ này viết sai, các bạn sửa giùm tôi. Longitude tức là L-O-N-G, có chữ I ở đây nha, có chữ I, longitude, tức là kinh độ á. Tôi có vĩ độ chứ hả ta? Longitude là phải vĩ độ chứ, là x-axis. Và latitude tôi nghĩ là nó là kinh độ, nhưng cái này các bạn có thể kiểm tra lại. Latitude tức là nó ở cái trục tung. Như vậy thì nói tóm lại thế này, là mỗi một địa điểm trên thế giới hay là bất cứ trên cái quả địa cầu này là nó để xác định để hai cái con số thôi, đó là trục hoành và trục tung, hay là nói theo tiếng Anh là longitude và latitude. Khi mà mình đã xác định được hai cái tọa độ đó rồi, thì chúng ta có thể dùng cái polygon. Polygon có lẽ là mình dịch là đa hình dạng đó, để mà mình hiển thị cái dữ liệu. Trong trường hợp này là mình hiển thị cái địa điểm. Thì cái cách nó làm rất là đơn giản như thế các bạn, chứ không có gì ghê gớm lắm. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là xác định cái longitude và latitude này là nó công phu lắm. Tôi nghĩ là những người mà họ soạn với cái chương trình, những cái software, hoặc là soạn cái database, chứ là cái cơ sở dữ liệu đó, mình phải gọi là cảm ơn họ rất là nhiều, bởi vì làm như vậy nó công phu lắm. Thì trong R á, là chúng ta có hàng loạt các cái chương trình nó có thể giúp cho chúng ta vẽ bản đồ. Cái chương trình thứ nhất rất là phổ biến, nó gọi là SP,
có lẽ là viết tắt có chữ là Spatial Data. Thì cái chương trình này nó giúp cho chúng ta định hình cái cơ sở dữ liệu dưới cái dạng gọi là Spatial Data Class. Trong thực tế thì tôi ít khi nào tôi dùng cái này lắm, nhưng mà tôi thấy một số bạn có thể dùng cái nó. Cái thứ hai nữa là nó gọi là Agios, có nghĩa là viết tắt Geography đó mà. Thì cái này nó giúp cho chúng ta biên tập dữ liệu như là diện tích, rồi chu vi, rồi gọi là trung tâm vân vân. Rồi Agileo, là đây là những cái hàm cơ bản, nhưng mà thú thật là tôi cũng biết khi nào tôi sử dụng nó lắm. Cái Maps, cái này thì một số các bạn sử dụng rất là nhiều, thì nó bao gồm cái kinh độ và vĩ độ của bất cứ cái địa điểm nào trên thế giới. Kế tới nữa là cái chương trình nó gọi là Raster. Cái này là tôi xài nhiều nhiều nè. Thì cái raster này á, nó bao gồm không chỉ là cái dữ liệu liên quan đến kinh độ và vĩ độ như như cái maps này, mà nó còn giúp cho chúng ta viết, rồi phân tích, rồi thậm chí gọi là mô hình hóa các cái dữ liệu liên quan đến địa lý đó các bạn. Thành ra tôi chưa sử dụng cái đó, thành ra là mình chỉ dùng nó để mà mình lấy cái dữ liệu về kinh độ và vĩ độ của Việt Nam thôi. Kế tới là những cái chương trình mà rất là phổ biến như là ggplot2 mà chúng ta đã học bấy lâu nay. Kế tới là cái chương trình nó gọi là Viridis, không biết tôi đọc như có đúng không đó. Viridis là cái chương trình nó giúp cho chúng ta có thể tô màu cái bản đồ. Tidyverse thì các bạn biết rồi, đây là một cái chương trình của Hadley Wickham dùng để mà mình biên tập dữ liệu, gọi là data wrangling ấy. Tức là các bạn nào mà làm về data science hay là data khoa học dữ liệu ấy, nó rất thích cái chương trình đó. Thì đại khái rằng ấy, là để mà vẽ một cái bản đồ thế giới hay bản đồ Việt Nam mà chúng ta chỉ cần dạy công cụ đó thôi. Nhưng mà những công cụ chính mà tôi muốn nhấn mạnh đây là Maps, Raster, ggplot2, Viridis và Tidyverse. Đó là những cái công cụ mà các bạn cần phải có. Nếu mà chưa có thì là mình cứ cài đặt nó thôi, dễ dàng mà, tất cả này là đều là miễn phí. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta vẽ cái bản đồ mà thế giới. Thì vẽ bản đồ thế giới hóa ra nó rất là đơn giản chứ không phức tạp như tôi nghĩ. Thì đầu tiên là các bạn gọi cái thư viện ggplot2 ra ha, tức là library ggplot2. Rồi các bạn dùng cái hàm nó gọi là map, rồi cái gạch dưới cái data, map data, mở ngoặc, quên, nên nhớ là đưa nó vào cái quotation mark. Thì và mình đưa nó vào một đối tượng, mình tạm gọi nó là world.map đi, tức là world map, tức là bản đồ thế giới đó mà. Sau đó mình sẽ head cái world map này á. Thì các bạn sẽ thấy cái dữ liệu này nó đơn giản lắm, nó bao gồm là longitude này. Và latitude nè, group nè, group ở đây có nghĩa là quốc gia theo như tôi hiểu, order nè, tôi không biết nó là cái gì, region nè, rồi sub region. Rồi sau đó khi mà hai cái dữ liệu mà căn bản ở đây là longitude và latitude, thành ra là mình chỉ dùng cái này để mình vẽ nó thôi. Bắt đầu với xuống đây mình dùng cái hàm ggplot2, ggplot chứ, trong cái chương trình ggplot2 mình mở ngoặc cái mình gọi là data là bằng world map, vì cái này mình gọi nó là world map nè, AES là aesthetics, để mà mình xác định cái xác định cái trục x và trục y. X ở trong trường hợp này là longitude, y là latitude, và mình cho nó vẽ từng group á, thành ra mình cho nó group là bằng bằng cái biến tên là group. Và nếu mình muốn vẽ theo hình nữa là fill, bởi vì group ở đây nó là con số, nhưng mà mình muốn biến nó thành một character, thành ra mình trước đó mình cho nó một cái hàm nó gọi là factor, và mở ngoặc group thì là nó sẽ tô màu theo 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 quốc gia. Mình gọi đó là p, cái đối tượng đó là p. Cái bước thứ hai là mình thêm một cái layer. Cái layer này á, là mình sẽ dùng cái option là geom polygon, tức là geometry polygon, mở ngoặc color là bằng white, để mà cái đường biên giới giữa các quốc gia mình cho nó là cái màu trắng, và mình không có muốn cái legend nào cả. Thì cái output nó ra thì nó sẽ là cái bản đồ như thế này các bạn, bản đồ rất là đẹp phải không nào. Đây là bản đồ của thế giới, và
Hồi nãy các bạn thấy ở đây tôi khi mà tôi để là curl bằng y, có nghĩa là nó mấy mấy cái đường mà biên giới này nè các bạn, là nó tô nó vẽ bằng bằng màu trắng. Còn cái group cái fill factor group ở đây có nghĩa là mình kêu nó fill up cái màu á, là theo quốc gia. Thì nếu mà mình nhìn hình ở đây thì là Việt Nam mình nằm đây, mình nằm ở đây, nó ở đây. Còn cái anh mà lớn to con ở trên này thì không nói ra thì ai cũng biết. Còn tôi đang ở đây đang ở Úc đây đó, thì đại khái đó là cái bản đồ thế giới. Như các bạn thấy chỉ cần có hai dòng thôi trong GT plot 2 là mình có thể vẽ được. Nhưng mà trong cái bản đồ thế giới này, cái phần thứ hai nữa là mình có thể vẽ biểu đồ cho từng nước một. Ví dụ như là tôi muốn vẽ cái biểu đồ bản đồ cho Việt Nam, Thái Lan, Cambodia, Mã Lai và Lào. Thì đầu tiên tôi định nghĩa đó là tôi nói rằng là countries là bằng C, tức là gộp lại đó. Mình mở ngoặc cái nên nhớ là mấy cái tên của quốc gia này là mình phải đưa vào cái quotation mark nha. Mình muốn vẽ năm nước này, các bạn cũng có thể vẽ một nước cũng được chứ không phải không. Sau đó là tôi dùng cái hàm tôi gọi là map data. Thì map data ở đây á, là tôi nói rằng á, là tôi map data của cái world như hồi nãy á, nhưng mà cái region ở đây á, là bằng country, tức là tôi chỉ chọn một cái subset gồm năm cái quốc gia mà tôi định nghĩa cho nó country ở đây. Rồi sau đó thì bây giờ là tôi đã có một cái data, một cái dữ liệu về bản đồ và cho năm quốc gia đó. Thế đó bây giờ tôi vẽ là tôi nói ggplot cái data là ASEAN, rồi như tương tự hồi nãy mình xác định cái trục quang hoành là longitude, y là latitude, group bằng group, field phát triển group, cái là y chang như hồi nãy không có gì cả. Thì cái kết quả các bạn sẽ thấy là một cái bản đồ ở đây. Cái bản đồ ở đây á, nó có một vấn đề các bạn thấy là gì không? Là mình không thấy cái Hoàng Sa Trường Sa nó đâu cả. Nó không thấy Trường Sa đâu nha. Thành ra là đây là một cái thiếu sót của cái chương trình mà GG Plot 2. Tôi đang dự định là chắc có lẽ là khi nào mà có dịp tôi phải viết một cái thư cho GG Plot 2 để mà họ điều chỉnh cái này. Mà mình không biết GG Plot 2 hay là ai là nơi mà là sản xuất ra cái mấy cái tọa độ này nữa. Nhưng mà có lẽ là chúng ta cần phải nhắc họ, nhở họ là không nên bỏ qua Việt Nam mình, không bỏ qua mấy cái hòn đảo mà Hoàng Sa Trường Sa. Đó, rất là quan trọng. Bài chuyện này nhiều khi mình làm khoa học nhưng mà mình cũng phải chú ý đến cái chủ quyền của quốc gia. Ok, đó là cái bản đồ thế giới và vẽ bằng chương trình GG Plot 2. Bây giờ tôi xin chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta vẽ cái bản đồ của Việt Nam. Thì đầu tiên á, là những cái bước mà nó cần thiết là thế này. Đầu tiên á, là mình truy cập cái chương trình raster. Sau đó là mình sẽ raster là nó có một cái nó cái dữ liệu nó lớn lắm cho cả thế giới. Nhưng mà mình chỉ khu trú lại của Việt Nam mình thôi. Bước thứ hai là mình sẽ khu trú lại Việt Nam. Sau đó là mình làm sạch dữ liệu một chút bằng cách dùng cái hàm là Fortify của Tidyverse. Sau đó là mình vẽ bằng ggplot 2 đơn giản như thôi. Sau đó là mình thêm màu cho một chút gọi là sinh động bằng cái chương trình gọi là V-Redis. V-Redis giọng tôi giờ đọc đúng. Thì cái cách làm như vậy các bạn thấy nó đơn giản lắm. Bây giờ tôi xin đi vào ví dụ. Đầu tiên tôi gọi mấy cái chương trình là raster này, Agile thử tôi ít khi nào xài nó, nhưng mà mình gọi sẵn nha, có sẵn ở đó. Tidyverse, ggplot 2 và V-Redis. Bước thứ nhất á, sau khi đã gọi mấy cái chương trình đó thì tôi tìm cái data, tôi thu thập cái data, cái dữ liệu bằng cách dùng cái hàm nó gọi là get data. Thì cái hàm ghép đại chữ đi này với hoa nhạc ghép data này nó nằm trong raster đó các bạn. Thì mình lấy từ cái dữ liệu là GADM mà phải viết phải có quotation mark, và cái country á, là mình lấy từ Việt Nam. Level là bằng một, level bằng một có nghĩa là mình
lấy cái dữ liệu về kinh độ vĩ độ theo cấp tỉnh nha. Còn nếu mà level bằng 2 á thì chúng ta lấy theo cấp quận hoặc là huyện hoặc là thị xã. Ok, mình đưa nó vào cái đối tượng là VNN, cho đối tượng tên gì cũng được. Sau đó là tôi dùng cái hàm gọi là Fortify trong cái Tidyverse. Tôi thay tôi clean up cái dữ liệu này và cái region đó, nó trong 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 cái dữ liệu mà VNM nó có một cái cột nó gọi là VNM gọi gạch cái một, thành ra mình clean up cái này, mình fortify cái này thì các bạn sẽ thấy rằng cái dữ liệu bây giờ nó sẵn sàng cho chúng ta vẽ. Thì cái dữ liệu mà VN bây giờ là như vậy, chúng ta thấy nó có là vĩ độ rồi kinh độ rồi order rồi ID. Cái ID này á, là tôi mới phát hiện ra nó là cái mã số của cái tỉnh. Nó sẽ có giá trị từ 1 cho tới 63, tức là 63 tỉnh thành đó các bạn. Cái group này tôi không chắc nó là cái gì. Thì bây giờ chúng ta vẽ ggplot plot data là bằng VN, đây VN đây. Mình xác định cái x là longitudinal, longitude, y là latitude. Cái group là bằng group ở đây. Tô màu á. Polygon mà là mình fill là fill theo theo tỉnh ID. Color là cho nó màu xám và không muốn legend. Thì các bạn sẽ có bản đồ Việt Nam mình như thế này. Ở đây hình như nó có Hoàng Sa Trường Sa đâu đây, nhưng mà sao nó nhỏ xíu vậy ta. Anyway, cái chuyện đó mình sẽ tính sau. Thì các bạn thấy là như vậy thì mình sẽ có biển đồ tương đối đẹp phải không nào? Tức là mình có màu rồi nó ok. Thì cái cách mà mình vẽ bản đồ thế này thì thú thật đó là cũng hay, cũng vui, vui mắt, nhưng mà nó không có nói lên gì cả. Tôi sẽ nói đây là cả là một cái công trình á, nhưng mà nó không nói lên gì cả, vì nó chẳng có gì, nó chỉ là bản đồ thôi. Thành ra là trong thực tế á, thì mình phải có một cái con số gì trong mỗi cái tỉnh thành này á thì nó mới phản ảnh được. Thì cái cách mà chúng ta làm thế này là cái ở đây tôi có một cái dữ liệu riêng các bạn. Cái dữ liệu này á, nó gọi là Province Population Area Data, mà nó dưới dạng Excel. Mà để mà đọc vô cái đọc vô R á, thì tôi phải dùng cái chương trình nó gọi là Read Excel đó các bạn. Read Excel. Thì trong cái chương trình Read Excel này nó có một cái hàm nó gọi là Read Excel. Rất ư là có ích. Tại sao mà mình cần phải Read Excel mà mình không Read CSV? Bởi vì nếu mà mình Read CSV á, là tất cả cái dấu mà hỏi nặng sắc quyền hỏi ngã nặng đấy là nó mất hết trơn, nó hư hết. Mà Read Excel này nó giữ lại cho mình. Thành ra rất là hay, thành ra tôi mới phát hiện là nó có một cái package rất là hay. Thì trong cái dữ liệu này đó các bạn là tôi có tên, tôi có những cái cột như thế này. Cột đầu tiên là province, tức là cái tên của cái tỉnh. Cột thứ hai là ID. ID này á, là nó sẽ ăn khớp với cái ID của cái raster nha. Cái này là tôi đã chuẩn bị hết rồi các bạn. Cái này dữ liệu của tôi chuẩn bị cho nó vậy đó. Cái diện tích của mỗi tỉnh, đây là dân số của mỗi tỉnh và đây là mật độ dân số của mỗi tỉnh. Đây là số liệu của năm 2013 nha. Bây giờ thì chắc là khác rồi, nhưng mà cái này chỉ là một ví dụ. Thì cái ý tưởng ở đây á, là tôi muốn vẽ cái mật độ dân số này nè cho mỗi mà tỉnh thành. Bởi vì cái dữ liệu mà bản đồ nó không có cái dữ liệu để chúng ta vẽ, nó chỉ là cái kinh độ với vĩ độ thôi. Thì bây giờ mình có cái dữ liệu thực tế này nè. Bây giờ vẽ các bạn đã nhớ tôi đọc cho tôi gọi nó là pop nha. Thì bây giờ là tôi bắt đầu, sau khi mà tôi có cái file pop này á, tôi mới merge lại với cái file hồi nãy là vn. Các bạn nhớ cho anh, để tôi nhắc lại các bạn, vn đây nè, phải không? Vn là các cái kinh độ vĩ độ. Tôi merge đó, tức là dùng cái hàm gọi là merge vn và pop bằng id, tức là theo mỗi tỉnh thành. Rồi bây giờ là các bạn sẽ có như vậy thì cái dữ liệu mà kinh độ vĩ độ này nó có thêm một cái cột ở đây nữa, nó gọi là pop area, pop chấm area. Thành ra bây giờ thì khi mà tôi vẽ nó thì tôi vẽ đơn giản thôi, là tôi sẽ nói rằng dữ liệu á, là VNN
X là longitude, Y là latitude, group là bằng group, polygon. Nhưng mà bây giờ tôi fill nó không phải là fill bằng ID nữa, mà tôi fill bằng pop area. À, fill bằng pop area. Còn tất cả các cái khác như là show legend là bằng true. Rồi cái này tôi dùng viridis để cho cái hình nó đậm đà, nó sinh động hơn. Thì các bạn chỉ cần gõ gì thôi, thì kết quả chúng ta sẽ có một cái bản đồ như thế này. Thì các bạn chú ý cho bản đồ này á, là cái trục hoành á, là longitude, trục trung là latitude. Và mỗi một tỉnh thành này nó thể hiện bằng một cái màu. Và cái màu này á, là nó tùy thuộc vào cái mật độ dân số. Lý do là bởi vì ở đây mình nói cái mình fill nó đó, mình fill cái polygon này là bằng cái population area. Mật độ dân số là nó dao động từ dưới 1.000 cho đến trên 3.000. Do đó là các bạn nhìn thấy là sẽ thấy chỗ nào có mật độ dân số cao. Mật độ dân số cao, cao nhất là cái anh này. Đây là anh Hồ Chí Minh. Còn cái anh này là anh nào ta? Anh này ở đây. Anh này ở Cà Mau hay sao hả? Để coi tỉnh tôi nằm ở đâu. Tỉnh tôi đâu nằm được dưới này. Đây, tôi nằm dưới này. Cà Mau dưới này chứ. Đấy. Thì đấy là cái như các bạn thấy là chúng ta vẽ được cái mật độ dân số rất là dễ nhìn ha. Kế tới là, nhưng mà cái đó là cái bản đồ của theo cấp tỉnh, bản đồ theo cấp tỉnh. Bây giờ mình muốn vẽ theo cấp huyện cũng được đó. Mình quay lại với cái dữ liệu, bây giờ mình ghép data, nhưng mà thay vì cái level bằng 1, bây giờ mình cho nó level bằng 2. Rồi thay vì mình fortify cái region là vé 1, bây giờ mình nói là vé name 2. Thành ra là bây giờ mình sẽ có một cái file này nó chi tiết hơn nha. Bởi vì nó theo huyện mà. Không biết Việt Nam mình có bao nhiêu huyện nè. Chắc là cũng hơn 100 huyện vậy đó. Thì chúng ta sẽ vẽ cái lệnh mà y chang như hồi nãy, không có khác gì cả. Thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ là nó vẽ theo từng huyện như thế này cho các bạn xem. Đây. Thì đại khái là cái cách mà chúng ta vẽ bản đồ theo cấp tỉnh, cấp huyện là chỉ có dùng một cái lệnh thôi. Cái điều quan trọng nhất là phải xác định được cái vĩ độ và cái kinh độ. Do đó, mà nói tóm lại, như các bạn thấy rằng cái chương trình R nó là một cái chương trình nó rất là có ích, phải không nào? Nó rất là mạnh, nó giúp cho chúng ta vẽ cái bản đồ Việt Nam, bản đồ thế giới. Chỉ cần bộ hai lệnh thôi, rất là hay. Và những cái biến mà quan trọng nhất trong khi mình vẽ bản đồ á, nó là latitude và longitude, và nó có trong cái package raster. Còn cái package mà ggplot2 này là mình dùng nó để mình vẽ thôi. Cái bản đồ Việt Nam của chúng ta hiện nay thì chỉ ở cái cấp mà là huyện, là cái chi tiết ở cấp huyện thôi, ở cấp tỉnh hay cấp huyện. Cấp xã thì tôi chưa thấy, tôi nghĩ hy vọng là nó sẽ có. Nhưng mà các bạn sẽ tìm hiểu rồi các bạn sẽ báo tôi biết. Những cái gì mà tôi mới chỉ cho các bạn nó chỉ rất là căn bản. Thành ra là cái chuyện mà chúng ta ứng dụng nó một cách mà hữu hiệu và sáng tạo thì nó nằm trong cái tầm tay của các bạn. Tôi rất là frustrated là những cái dữ liệu này nó không có. Thành ra là bây giờ tôi đặt tất cả các cái dữ liệu đó các bạn, các cái kinh độ, vĩ độ, cấp huyện, cấp tỉnh, và tôi đưa vào cái trang GitHub này nè các bạn. Thành ra bây giờ các bạn chỉ cần vô cái trang GitHub này, các bạn sẽ có tất cả các dữ liệu về kinh độ vĩ độ của Việt Nam mình. Các bạn có thể download về máy tính cá nhân và có thể sử dụng cái thoải mái. Ngoài ra cái trang mà GitHub này đó các bạn, là nó cũng có tất cả các dữ liệu, các cái cuốn sách mà chúng tôi công bố trước đây để các bạn có thể download về mà sử dụng. Thì rất nhiều các bạn email tôi hỏi tại sao mà cái trang mà statistics.vn là nó hư rồi. Đúng rồi, nó hư rồi, nó bị người ta phá lâu lắm rồi. Thành ra bây giờ tôi chuyển tất cả cái dữ liệu về cái trang này. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Bây giờ là tôi sẽ làm vài cái thực hành để cho các bạn thấy nha. Tôi sẽ get out, tôi sẽ exit từ đây. Ok ha, bây giờ tôi sẽ khởi động error. Ok. Ok, hy vọng là các bạn sẽ nhìn thấy. Tôi sẽ clean cái màn ảnh này cái. Bây giờ là tôi xin chỉ cho các bạn là cách gọi là world map. Úp, này world map trong hai world map. Để mà vẽ cái này thì chúng ta chỉ cần cái phần cái chương trình gọi là ggplot2 thôi. Ok, phải không?
Bây giờ tôi sẽ nói rằng là quên map, là tôi sẽ dùng cái hàm nó gọi là map gạch cái đây ta cái nhưng mà mình lấy là lấy từ trên thế giới, trên thế giới. Ok, sau đó tôi muốn cho các bạn xem thử là cái file mà quên map nó giống làm sao. Thì đấy, nó có gọi là longitude và latitude, group và order để region, phải không? Bây giờ để mà mình vẽ nó thì rất là đơn giản. Các bạn có thể vẽ, bây giờ mình đã gọi ggplot 2 rồi, thành ra mình dùng cái hàm ggplot trực tiếp thôi. Data là bằng world map AES, là để mà xác định x, là nên nhớ là long nha, longitude, y là latitude. Và mình cho nó cái group đi, group là bằng bằng group, là cái biến mà group ở trên này đó các bạn, bằng group á. Rồi cái mình fill, fill, quên rồi, fill ở đây chứ, fill ở đây á, là bằng, bởi vì group nó là number, thành ra mình cho nó factor phía trước để cho nó trở thành cái biến character. Nhưng mà mình phải thêm một cái layer là polygon. Polygon, và mình sẽ cho nó cái màu là white, ok, dạ, thưa coi sao. Ủa sao không có gì trang vậy? Ok. Sao không có gì hả? Sao nó vẽ lâu quá vậy ta? Ok. Bây giờ là không sao, mình sẽ thêm cái thêm là tức là nó vẽ cái legend nữa, thành nó vẽ legend quá lâu, thành legend position là bằng none. Ok, gì không chừng đây gì thì nó nhanh hơn. Vừa nãy tôi không có để cái legend, thành ra là nó vẽ nhiều quá. Ok, các bạn sẽ thấy phải không? Đây là bản đồ thế giới. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là mình muốn vẽ bản đồ giữa Việt Nam, Campuchia và Lào, ba anh em này ha. Thành ra là tôi sẽ định nghĩa nha. Tôi clear màn ảnh cái. Tôi nói rằng country là ở đây là C, là Việt Nam, tôi định nghĩa tên Việt Nam. Lào, Laos. Mình phải viết cái trang vậy nha, vì mình viết mà sai là không có được đó. Campuchia, kế tới là Thái Lan, này anh cũng giống mình là cho anh vô một cái, tạm gọi cái data map gì đi, mình gọi là cái map đi, cái map của cái data này á, là map data, từ lấy từ cái world trong ggplot2. Còn cái region, mình đặt cái region, region hồi nãy là mình gọi là country mà. Countries, ok. Bây giờ là mình bắt đầu mình vẽ nó. Bây giờ tôi lấy lại cái lệnh trước, tôi vẽ lại cho các bạn thấy. Nhưng cái data của mình bây giờ nó không phải là world map nữa mà nó chỉ là map thôi. Thì các bạn xem đây. Đây thì nó vẽ ra cái lệnh, chắc là tôi kéo như vậy cho nó dễ nhìn chút. Đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta vẽ cái bản đồ cho từng nước. Bây giờ tôi clear cái màn ảnh để mà tập trung vào cách vẽ bản đồ cho Việt Nam nha. Tôi clear cái này nha, clear. Ok, bây giờ tôi sẽ gọi cái chương trình raster ra. Chương trình này tôi thấy nó hữu hiệu lắm. Tôi sẽ gọi luôn mấy chương trình này cho nó có sẵn. Tidyverse, gọi luôn cái chương trình là còn gì nữa là Viridis, Viridis. Gọi luôn cái chương trình Archideo, thật ra mình cái nào mình sử dụng đó. Ok, wow, nhiều quá, nhiều message quá. Bây giờ là ghép cái message là tôi clear cái màn ảnh nha các bạn, tôi xin phép clear nha. Là tôi định nghĩa một cái VNN, VNN Việt Nam, là ghép data, cái hàm này là cái hàm trong raster đó các bạn. Get từ đâu là GADM, cái này cái tên nó như vậy rồi.
country á là bạn Việt Nam, cái level á là bằng cấp tỉnh, để cho các bạn thấy cái VNM nó là như thế này. Đây là nó có những cái biến như thế này nè. Bây giờ là mình sẽ clean up á, mình đưa nó vào cái đối tượng là VN, thì clean up nó bằng dùng hàm là fortify của tidyverse ở trên kia. Là VNM cái tên là mình muốn clean up, còn cái region mà mình muốn clean up ở đây là nó gọi là VNM 1 nè các bạn. VNM 1. Đấy. Bây giờ mình coi cái head của VN thì các bạn sẽ thấy cái dữ liệu của mình nó sạch sẽ hơn. Sạch sẽ hơn, nó thêm mấy cái hole với piece, tôi không biết nó là cái gì. Nhưng mà đại khái là nó rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ vẽ bản đồ nè. Ggplot, data của mình là VN phải không? Mình sẽ xác định cái X là long, cái biến long ở đây nè các bạn. Cái Y ở đây là latitude, và cái group ở đây là bằng group. Tôi phải thêm cái polygon, cái layer là polygon, AES mình fill nó là bằng ID phải không nào, mình fill nó là bằng ID. Nó có cái biến ID chứ các bạn, cái ID cái mình sẽ nói rằng là solution, không cần solution, thử nó ra cái hình này làm sao. Nó lại có cái legend, thành ra là bây giờ tôi sẽ xóa bỏ cái legend này, tôi dùng cái thêm legend position bằng none thì nó sẽ không có legend nữa. Thì các bạn có thể điều chỉnh cái này cho nó dễ nhìn, cho nó nhìn eo ra nó hơi kỳ. Thì đó là cái cách rồi chúng ta vẽ. Thì các bạn thấy đó là, nhưng mà vẽ này nó không có dữ liệu. Nên bây giờ tôi muốn vẽ cái dữ liệu đó thì tôi phải đọc cái dữ liệu của tôi vô. Thì cái dữ liệu của tôi, để cái dữ liệu của tôi nó nằm trong cái máy tính, bài giảng online, data set, map data. Thì các bạn thấy cái dữ liệu của tôi ở đây nè, tôi có cái dữ liệu nó gọi là population data. Đây tôi mở ra file Excel cho các bạn thấy. Cái này nó nhỏ quá, để tôi mở ra các bạn thấy. Đây thì đây là cái population data, thì các bạn thấy là gì, là tôi có province, tôi có ID, tôi có value này, area, population area, phải không? Đây là cái dữ liệu mà Excel. Bây giờ tôi muốn đọc nó vô, rồi cái tôi sẽ mở cái file VN này để mà tôi tô màu theo cái bản đồ đó. Thành ra là bây giờ tôi để đọc nó vô là ok, tôi phải xác định, tôi gọi nó là pop read là excel. Kéo cái này qua đây vì tôi xài cái máy Mac thì nó rất là tiện, mình chỉ kéo nó ra chứ không có cần phải tìm nữa đâu. Cái này nó nói nó không tìm ra cái hàm read excel là lý do vì tôi chưa có nạp cái chương trình nó gọi là read excel. Nó nằm trong read pop. Ok, bây giờ mình hát cái pop của tôi là có những dữ liệu này vậy. Bây giờ tôi sẽ mở cái pop này với cái vn này nè, là tôi sẽ mở nó là bằng ID, thành ra là tôi đặt cho nó một cái tên nào đó, vnn đi, là tôi mở là cái VN và cái pop. Pop này là by là bảng ID. Thì cái file mà VNN của mình bây giờ là có, tại sao nó không có zero name, sao kỳ vậy ta. VNN có tại sao kỳ vậy, head là VNN, mình làm đúng rồi phải không? Vì ok, vì tôi sẽ cho nó một cái tên khác đi. Map về thứ được không? Head map. Ủa ngộ vậy. Head pop là mình có cái file pop phải không nào? Ok. Bây giờ head vn là mình có vn phải không?
Tại sao nó mở sao? Ô, chết rồi. À, cái file mà cái chỗ này, cái ID này các bạn chú ý cho là cái ID này là nó là cái biến nó gọi là biến character, mà cái ID của mình ở đây á, nó lại là biến con số numeric. Để tôi hình như là nó theo cái order table v and order. Như vậy thì bây giờ mình sẽ phải coi lại cái head của VN, cái head của pop là ok rồi. Như vậy thì cái ID ở đây là nó vấn đề. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ gọi lại thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Bây giờ cái pop mình có rồi, bây giờ mình sẽ gọi lại nè. Mình sẽ gọi là VNM là bằng get data là từ GADM regions, country, country là bằng Việt Nam, level là bằng 1. VN là mình 45 của file VNM, region là bằng VNM 1 head VN. Ủa, tại sao nó vẫn dùng cái này ta? Hay là tôi có dùng gì sai không ta? Tôi quay lại cái file mà cái file này có tôi thử đây. File này đây là nó ID VNM. Bây giờ tôi thử tôi copy nguyên cái này thử đây, nó có chạy không nha các bạn. Bây giờ nó lại chạy, nó sao kỳ với ta, nó nói tôi làm cũng y chang vậy mà. Ok, bây giờ tôi sẽ mở xài. Ok, vậy được rồi. Xin lỗi là hơi mất thời giờ đấy các bạn. Là bây giờ là tôi có VN, hồi nãy là cái file pop, hồi nãy là tôi nói by là bằng ID. Bây giờ tôi sẽ vẽ nó nè, là chi plot data là bằng map. À, bây giờ tôi phải coi lại cái file map này nó có chắc này không, chung rồi nhiều việc nó không có đúng. Ok, that's good nha. Yeah. Ok, bây giờ tôi sẽ gửi ra đây là map xác định x là bằng longitude, y là bằng latitude, group là bằng group. À, ok, mình phải thêm cái group này phải group. Thêm cái đó là geom polygon AES, mình fill nó là bằng fill là bằng tôi bây giờ tôi vẽ theo cái pop area nha, pop area tức là tô màu và area. Coi để coi mình còn làm gì. Mình nói là nó là show. À, mình cần cái legend. Legend này legend của population area chứ không phải legend kia. Thì các bạn sẽ thấy nó cung cấp cho mình cái dữ liệu như thế này. Nhưng mà chắc lẽ là mình phải thêm cái màu cho nó dễ nhìn hơn. Scale cái này, cái lệnh này nó hơi dài chút. Scale fill viridis direction là bằng trừ một. Tôi thấy cái trừ một này nó hay hơn. Option là mình dùng cái hình của viridis, dùng màu của viridis chứ. Đó, thì các bạn thấy là nó có nó tô lại màu cho mình. Các bạn có thể thay đổi cái này, nếu mà mình lên cái này mình thay đổi nó bằng một thì sẽ như thế này.
đấy, đại khái vậy. Như vậy thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta vẽ cái bản đồ Việt Nam và bản đồ thế giới. Không những vẽ bản đồ Việt Nam nhưng mà mình cũng có thể tô đậm được cái dữ liệu mà theo cái theo 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 cái mô thức mà mình cần thiết. Ok, bây giờ tôi xin ngưng ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong một bài giảng kế tiếp.